Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái ngọn đồi. Như các bạn nhìn thấy thì cái ngọn đồi này nằm ở địa phận Đồng Nai các bạn. Ở đây thì mình có thể nhìn thấy được xung quanh ở bên dưới ở Long Khánh Đồng Nai các bạn. Thì khi đi ngang qua đây các bạn thì mình nhìn thấy có một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này thì theo như mình được biết thì nó là ngôi nhà thời Pháp các bạn. Thì ngày xưa theo mọi người có chia sẻ lại cho mình biết thì cái khu vực này là cái nơi đóng quân của Pháp và người ta xây dựng một cái ngôi nhà như thế này ở trên đỉnh núi để kiểm soát toàn bộ cái khu vực ở bên đây. Và mình thấy nó bỏ hoang khá là lâu rồi và nhìn từ xa ở dưới lên các bạn thì nó có một cái gì đó nó hơi huyền bí ở bên trong cái căn nhà này. Cho nên mình mới muốn vô đây cũng như tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người biết về cái ngôi nhà thời Pháp bỏ hoang này. Theo như mình được biết thì nó bỏ hoang 40-50 năm nay rồi các bạn. Từ cái thời mà đang còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa đến bây giờ đó thì mọi người có nói với mình biết ấy, là cái ngôi nhà này thì bên trong vẫn còn đầy đủ những cái chứng tích ngày xưa. Thì không biết là bên trong bây giờ có những cái gì. Thì bây giờ mình dẫn mọi người vô đây để xem ở bên trong còn tồn tại những cái gì ở trong đây nha các bạn. Như bạn nhìn thấy thì đây là ngôi nhà này đó, các bạn nhìn thì nhìn vô thực sự là khá là rùng rợn. Đây là cái đường chính vào này các bạn. Bên này thì mình nhìn thấy giống như thể là có một cái chòi để mà người ta canh gác, người ta đứng đây người ta canh gác. Nhưng cũng khá là khâm phục một cái công trình 50-70 năm về trước nhưng mà giờ nó vẫn còn tồn tại như thế này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong hướng bên này xem mà có cái gì hay không. Thì mình nghe mọi người nói là người ta vẫn giữ nguyên tới thời điểm bây giờ, không có thay đổi gì hết. Và không biết là bên trong còn đồ đạc gì không hay là bị người ta lấy hết rồi. Đó, như bạn ngày xưa người ta làm những cái viên gạch như thế này. Cái mục đích làm những cái viên gạch này là như kiểu là chống nóng các bạn. Mà công trình tồn tại cũng khá là lâu. Ủa, nhìn bên trong nó rộng chưa các bạn? Nếu như để ý kỹ thì cũng có khả năng các bạn sẽ nhìn thấy ở bên trong này vẫn đâu đó còn là những cái vết tích mà những cái vết đạn ngày xưa để lại. Đây, đứng ở một góc bên phía bên này các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy được nguyên cả tòa nhà luôn. Mình sẽ đi lùi ra phía bên này cho mọi người nhìn cái quang cảnh của cái đó. Thực sự là khi mà mình đi ngang qua đây các bạn thì mình nhìn thấy nó có một cái gì đó khá là u ám. Mình có hỏi thăm người dân ở đây á, thì người dân nói là người ta vẫn giữ nguyên từ hồi đó đến giờ, không có thay đổi gì. Mình đi rộng ra đây để cho mọi người nhìn toàn cảnh cái căn biệt thự này. Căn biệt thự bỏ hoang ở trên đỉnh đồi. Mình đi lùi ra phía bên này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy căn biệt thự chưa? Thực sự là nhìn có một cái gì đó. Mình nhìn thấy trên kia ấy còn những cái máng đèn kìa các bạn. Đó, đây phía bên này này. Mình đi quanh quanh sang bên này xong là mình sẽ đi lên trên để xem bên trong nó còn những cái gì còn sót lại. Đây, các bạn nhìn thấy này. Mọi người có nói với mình nhé là bên trong người ta vẫn còn giữ nguyên giống kiểu đây là một cái chứng tích để cho mọi người biết được ngày xưa Pháp đã đóng quân ở đây cũng như để chặn đường hành quân từ trong Nam ra ngoài Bắc. Như các bạn nhìn thấy thì bên trên những cái chỗ màu vàng vàng đây các bạn, như các bạn nhìn thấy những cái vết này nó. Theo như mình được biết thì những cái vết đó gần như thế là những cái vết đạn mà ngày xưa người ta bắn đó. Đó. Xung quanh các cái tường này đều có những cái vết đạn này, đây này. Đó. Xung quanh cái căn nhà này thì mình thấy lỗ chỗ luôn các bạn. Thì chắc chắn đây là những cái vết đạn. Để mình đi vòng sang phía bên này để cho mọi người nhìn toàn cảnh thêm một xíu nữa. Này.
Đây các bạn. Ồ. Sự mà vào trong đây một mình có vẻ là cũng hơi có gì đấy cũng hơi 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 rùng mình đấy. Này. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô trong những cái căn phòng bên trong này, xem bên trong này nó còn có những cái gì. Như bạn nhìn thấy thì trên các bức tường những cái dấu tích của những cái vết đạn ngày xưa đang còn khá là nhiều. Bên trên kia thì mình biết là thấy viết cái gì cả. Là cũng có khả năng một số người họ vào đây họ chơi họ viết lên. Nhưng mà những cái vết đạn ở trên tường kia thì còn nguyên. Bây giờ mình sẽ đi vô nha các bạn. Bây giờ hiện tại bây giờ là giữa trưa các bạn. Để cho mình xem cho mọi người xem này. Bây giờ giữa trưa. Mà vào một nơi hoang vắng như vậy trên một cái đỉnh đồi các bạn. Bây giờ là 11 giờ 32 phút. Mình nghe mọi người nói là bên trong này nó còn là đồ đạc luôn các bạn, của thời Pháp để lại. Đây này, các bạn nhìn thấy các cái vết đạn không? Trên kia thì mình nhìn thấy vẫn còn cái máng đèn nó còn mới. Mới không phải là người ta mới, mà là mới là do đồ đạc ngày xưa khi mà người ta làm đó các bạn, thì nó khá là tốt, cho nên đến giờ nó vẫn là còn giữ nguyên được cái độ mới thôi. Đây, như các bạn nhìn thấy thì bên kể cả bên trong căn nhà luôn các bạn cũng có những cái vết. Đây này, mình chắc chắn một điều ở đây là những cái vết mà vết đạn ngày xưa đó. Cho mọi người ngắm một vòng xung quanh cái nhà này. Đây mình lên trên chỗ này này các bạn. Chỗ này thì có một cái cầu thang đi lên này. Ở bên phía bên này thì mình không biết là cái gì, nó cũng là một cái căn phòng thôi. Nhưng đây này các bạn, những cái vết này theo như mình nghĩ là đây là những cái vết đạn ngày xưa này, nhiều lắm. Đây, phía bên này, những cái căn nhà mà ngày xưa Pháp nó làm các bạn nhìn rất chi là dễ biết, bởi vì nó có một cái màu vàng tượng trưng đặc trưng. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô phía bên này và một hồi nữa mình sẽ lên cái cầu thang. Khu này không biết là cái khu gì đây mà nhìn nó khá là tối các bạn. Trong này mình thấy hình như có dấu hiệu của rơi hay cái gì nó ở khá là nhiều các bạn. Vào trong đây thì nó sọc mùi lên. Giang Sơn hỡi hùng tiền tích hỡi có. Nói chung là một số người họ vào đây họ viết thơ viết văn gì trong này các bạn, cái chữ hơi khó đọc. Mình xem trong này có cái gì không? Nó hơi tối các bạn. Sớm tối bước lên, cái chữ này là chắc chắn là cái chữ mà ngày xưa những người ở trong đây người ta để lại này các bạn. Trên này thì nó đến 3-4 tầng rồi các bạn, chứ không phải là một tầng. Bây giờ mình sẽ qua bên phía bên này. Đây các bạn nhìn thấy thì người ta làm nhưng mà không hiểu lý do sao trên này nó sẽ có một cái khoảng trống như vậy đây. Không biết có phải là cái nơi để ngồi ở trong này để chĩa súng ra hay không. Những cái viên gạch lớn như thế này người ta lắp nền là mục đích của người ta là chống nóng chứ các bạn. Ngày xưa họ đã nghĩ đến cái vấn đề mà chống nóng rồi. Mà trên này các cái vết đạn thì khá là nhiều các bạn. Những cái cây dầm như vậy chắc là ở dưới bắn lên, rồi ở trên bắn xuống đó. Bây giờ mình sẽ lên trên cái cầu thang này, xem ở bên trên này có cái gì. Nghe mọi người nói thì có cái gì người ta giữ nguyên. Ồ, đây mình thấy có cái xác con rắn này các bạn. Không biết là chắc là không có người vô trong đây thì bắt đầu là nó mới vào trong đây nó trú ngụ rồi nó lột ở trong này luôn. Đây các bạn nhìn này, cái chỗ này là mình thấy còn nguyên được cái bộ khung của cái sắt luôn này, mà nhìn nó như mới luôn các bạn, không thấy có dấu hiệu của hoen rỉ. Ngày xưa người ta làm cái căn nhà ở trên đỉnh đồi này các bạn
mục đích á, là giống một chặng đường tiến quân của Việt Nam ta đi ra đi vô. Người tướng đây thì người ta có thể quan sát được hết tất cả trên dưới. Không biết trên này có cái gì không? Lỡ mày có người ở trên này á. Mình sợ là có người ở trên này. Có cái tiếng gì không? Đây quá. Đây. Mình sẽ đi một vòng và cho mọi người. Như các bạn nhìn thấy từ từ chỗ cái ô cửa sổ này này. Từ chỗ cái ô cửa sổ này, các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ Long Khánh, Đồng Nai. Đó. Người ta đứng đây thì người ta thể dùng ống nhòm hay dùng những cái khẩu pháo người ta câu ra. Đó. Đây. Bây giờ mình sẽ ở đây này các bạn, cái máng đèn này không biết là à bằng gỗ các bạn mà sao đến giờ nó vẫn chưa mục luôn nha. Mình nghĩ cái này là nó nằm từ đây từ hồi đó đến giờ luôn. Rồi bây giờ ở bên trong thì nó vẫn lòi sắt lòi đồ ra. Bây giờ mình sẽ đi sang phần phía bên này trước này. À, những cái chỗ như thế này các bạn thì các bạn nhìn vào ở dưới á, giống kiểu là ngày xưa là hai bên chiến đấu với nhau á, thì dưới thì câu lên, mặt trên thì câu xuống. Trên này trên các bức tường này các bạn rất dễ nhìn thấy những cái vết để lại. Ồ, trên này có cái gì mà nó bám đầy luôn này các bạn. Trên này có cái gì đây? Cái này họ ghi cái gì này? Để mình xem trong này nó còn cái dấu tích gì không. Người ta đứng đây là người ta nhìn quan sát được hết này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy này. Cho nên là những cái cửa sổ này là người ta dùng để người ta để những cái khẩu súng lên. Mình cũng đi từ từ xem lỡ may có người vô gia cư người ta sống ở trong này. Đó. Một cái lâu đài. Cái này người ta gọi là cái lâu đài chứ không phải là một cái trạm nữa, cái trạm gác nữa các bạn. Trong này thì theo cho mình nghĩ chắc ngày xưa là cái nhà vệ sinh. Đúng rồi, đây là cái nhà vệ sinh các bạn. Hoặc là nhà bếp. Tại mình thấy có dấu đen ở đây này. Mình nghĩ là một là nhà bếp, hai nữa là nhà vệ sinh rồi. À đây đây. Theo như mình nghĩ cái chỗ này chắc là cái khu nhà vệ sinh. Cho nên là giờ nó ám ở trên trước bức tường các bạn. Người ta làm cửa sổ bốn bên luôn để người ta ở đây là xung xung quanh đây là người ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh ở khu vực này luôn. Bây giờ mình sẽ đi sang phía bên kia và mình sẽ đi lên tầng trên xem nó có cái gì không. Không biết là có còn tầng trên không, tại mình chưa thấy cầu thang. Đó, đây cũng là một cái nơi để nhìn ra này. Mình thấy cái sắt này các bạn. Trên này nó cũng giống như là một cái nơi mà tại sao có cửa sổ luôn này. Đó. Không biết là ngày xưa ở chỗ này mới có ai người ta ngồi đây để người ta nhìn ra người ta canh gác hay không. Chỗ này mình xem thì ở bên ngoài mình nhìn vô các bạn thì thấy nhiều các cái vết tích mà những cái dấu đạn ngày xưa để lại. Trong này hình như vẫn có người lên làm rừng làm rẫy vào trong đây để nghỉ mát hay gì á. Đây các bạn, đây này, cho mọi người coi. Đây nhá, cái chỗ này là giống như cái chỗ mà để người ta chặn đường hành quân này. Đó, cái trục đường đó. Là người ta sẽ đứng đây, người ta ngắm xuống và bốn bên xung quanh để sợ có người đi lên trên đây. Đánh bốt đánh đồn, gọi là đánh đồn ấy.
Nhưng mà mình phải công nhận rằng là cái ngày xưa họ xây dựng cũng khá là kiên cố các bạn. Ui. Trải qua ở trên đỉnh đồi như vậy thì trải qua là nắng gió cũng như bão mà căn nhà vẫn không xi nhê gì đến gần cả 100 năm. Theo như mình nghĩ thì cái nhà này cũng phải lên đến 100 năm tuổi rồi. Đây, bây giờ mình sẽ ra cái ban công này các bạn. Khi các bạn nhìn lên thì các bạn sẽ nhìn thấy được các cái vết tích ngày xưa. Này, các cái vết tích này, vết đạn này các bạn. Mình thấy ở bên kia vẫn đang còn một cái căn nhà nữa. Tới đây thì như là hết rồi, nhưng mà ở bên dưới kia mình thấy vẫn đang còn một cái này này, phía bên này này các bạn, vẫn còn một cái căn mà không biết là căn bên đó là cái gì. Để mình tìm đường mình đi qua bên đó thử. Mình ngó thử xem. Như các bạn nhìn thấy thì những cái nhà vàng này này cũng khả năng là những cái chòi canh gác, mà không biết là đi qua đường nào, mình chưa tìm thấy cái đường để đi ra. Bây giờ mình sẽ tìm xem ở bên trên này nó còn cái đường đi lên hay không. Như các bạn nhìn thấy thì nó khá là rùng rợn, mình tìm một cái lối đi lên. Mình thấy khu này hình như là hết đường đi lên rồi các bạn. Sẽ tìm một cái đường để đi ra và đi qua bên kia. Trên này không có đường để đi lên, mà không biết người ta lên bằng cách nào. Bây giờ mình sẽ xuống một tầng và mình đi lùi ra xem bên cái hướng bên kia là cái gì. Người ta xây những cái này ở trên này đó các bạn. Trên đó có hình như cũng có một cái đường để đi lên mà nằm ở trên đó luôn, nhìn ra. Trong này không biết là cái gì không? Mình nghe nói thì có nhiều các cái dấu tích để lại đây lắm mà lên trên thì không thấy. Với một điều kỳ lạ nữa là mình không thấy có những cái cái gì đấy? Sao lại có tiền âm phủ ở đây các bạn? Mình thấy có cả tiền âm phủ này, có cả nhang này. Không biết ngày xưa thì có một người nào đó hay là người ta mất tử trận ở đây. Các cái vết đạn nó hằn lên rất những cái miếng xi măng. Bây giờ mình sẽ đi xuống và đi sang cái mé bên kia các bạn. Trong này thì rơi chú ngụ khá là nhiều các bạn. Cái này là cái gì ta? Nhìn giống như cái nòng có một khẩu pháo gì ấy. Mình thử ngó trên đấy xem. Trên này nó có cái lỗ để chui lên này các bạn. Đó, nó có lỗ để chui lên, nhưng mà ngày xưa chắc là mình nghĩ là trên đó nó có một cái cầu thang hoặc là có một cái nơi để ẩn mình ở trên đó các bạn. Đây, toàn bộ trên đây là có một cái khu vực để ẩn mình ở trên, nhưng mà không biết lên bằng đường nào thôi. Chắc là do là người ta dỡ bỏ những cái đó rồi, còn là giống kiểu là cái nơi bí mật đấy. Ngày xưa mình nghĩ chắc là lên lối nào ở đây này. Đấy, như các bạn nhìn thấy ở bên trên đây này, cái vết đạn quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống và đi qua cái khu vực bên kia. Đây, người ta viết cái gì này? Hồng ơi, không biết anh lại có cảm giác vui như là thấy buồn khi một mình nơi đây. Buồn vì anh đã mất em thật rồi, vui khi nghĩ đến những giây phút gần lên
em đó, giận lên em đó là sao? Nếu mà bạn nào là tỏ tình ở đây hay là viết tâm trạng ở đây nữa các bạn, mấy bạn trẻ giờ yêu đương vào trong đây là giống kiểu là trút bầu tâm sự. Nếu mà các bạn mà viết cái chữ này lên đây mà có gặp mà cái video này thì comment lại cho mình biết nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống và đi qua cái tầng bên kia. Trên này chắc nhiều cũng có nhiều những cái con thú nó vào đây nó ở trú ngụ các bạn. Vì đây là trên đồi mà. Mình phải đi qua bên này. Ố, rơi rồi. Bên kia còn một dãy nữa. Mà không biết là nó nằm mà. Phía bên này này các bạn, phía bên này mình nhìn thấy còn một cái tòa nhà nữa. Ủa, rõ ràng là nãy mình đứng ở trên kia ngay chỗ này mình nhìn thấy ở dưới này có một tòa nhà, mà tại sao bây giờ xuống lại không nhìn thấy này? Ô, có cái gì đó nó hơi lạ lạ các bạn. Nãy ở góc này này mình nhó thấy có một tòa nhà mà sao giờ xuống không thấy? Các bạn xem kỹ video là các bạn sẽ để ý nha. À, trên này giống là cái căn cứ bí mật này. Bây giờ mình sẽ đi ra xa một chút để cho mọi người nhìn cho nó rõ hơn nữa. Đó. Đây là toàn bộ cái tòa nhà trên đỉnh đồi bỏ hoang. Cho các bạn nhìn cho kỹ. Bây giờ mình sẽ đi vòng sang hướng bên này. Đó. 3 tầng, rõ ràng là 3 tầng nhưng mình lên chỉ có 2 tầng thôi các bạn. Rồi bên trên kia nó còn một cái không gian giống có người nơi để mà người ta leo lên đó để phục kích hay như thế nào đó. Nhưng mà lên thì không tìm ra. Và đằng nãy rõ ràng là mình đứng ở trên kia. Mình nhìn xuống hướng dưới này thì mình có một tòa nhà nữa. Đấy chỗ có ban công đấy mình đứng đó. Nhìn đây có một tòa nhà bên phía bên kia mà giờ lên xuống dưới đây là không nhìn thấy này. Ô, sao lạ vậy ta? Không biết có phải là mình bị hoa mắt không? Đó, nguyên một cái tòa nhà đẹp như thế này bỏ hoang. Ngày xưa mà họ đưa được cái vật liệu hoặc là đưa được những cái đồ lên trên đây để làm một cái căn nhà như thế này là cũng mất biết bao nhiêu công sức các bạn. Theo như mình nghĩ thì chắc là họ kiếm nô dịch ấy. Bây giờ mình sẽ đi vòng ra đây một đây. Đó, đây là quang cảnh của toàn bộ ngôi nhà này các bạn. Các bạn nhìn thấy thì cây cối bây giờ nó leo lên tận mái luôn. Và tòa nhà này thì là một cái chứng tích để lại cho đời con cháu biết được ngày xưa ông cha ta đã phải vất vả như thế nào để giữ nước. Với cái thời đó những cái căn nhà như thế này chỉ có Pháp hoặc Mỹ người ta mới làm được thôi các bạn. Còn hồi đó mình nó còn thô sơ lắm. Nhưng mà người ta đã làm được những cái công trình như thế này. Gọi là cái dấu tích để cho mọi người biết được ngày xưa mình đã phải như thế nào. Phía bên trong nhà này thì mình thấy cái này cái gì ta? Mình thấy hình như đây là phân của một cái con gì đó các bạn. Cái tên đen này không biết là phân của con gì. Đây giống cái khăn tang các bạn. Mình nghĩ đây là giống con gì tối nó vào đây nó trú ngụ này.
Thôi thì hôm nay mình đi ngang qua đây các bạn, thì mình nhìn thấy một cái tòa nhà trên một cái đỉnh núi khá là huyền bí như thế này, cho nên cũng muốn ghé lại để quay clip và chia sẻ cho mọi người biết về cái căn cứ này các bạn. Cái này thì nó nằm ngay Long Khánh, Đồng Nai các bạn. Khi mà vừa qua cái cao tốc khoảng độ mấy cây số thì các bạn nhìn lên thì sẽ thấy cái tòa nhà này sừng sững, nhìn ở dưới lên là thấy. Cho nên là cũng muốn quay lại cho mọi người biết. Ai biết cái căn cứ này như thế nào thì có thể chia sẻ cho mình biết ha. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip sau.